The Voice Kids năm 2013 đã dần đi đến chặng cuối cùng. Những gương mặt của top 3 đã chính thức lộ diện: Ngọc Duy, Quang Anh, Phương Mỹ Chi. Ai sẽ thật sự bản lĩnh giành ngôi vị quán quân của The Voice Kids năm nay? Chúng ta hãy cùng nghe những dự đoán quán quân The Voice Kids đến từ các show Việt. Theo cá nhân Ngọc, nếu như mình được bình chọn cho cái quán quân The Voice Kids thì Ngọc dự đoán sẽ là Quang Anh, bởi vì Ngọc rất là thích cậu bé này. Nhỏ tuổi thôi nhưng mà cậu rất là có bản lĩnh sân khấu. Ngoài hát ra cậu còn diễn rất là tốt. Và Ngọc hy vọng rằng là cái dự đoán của Ngọc sẽ chính xác. Lâm Chí Khanh rất là thích chương trình The Voice Kids vì các em thiếu nhi hát rất là hay và rất là tài năng. Lâm Chí Khanh rất là yêu mến các em. Lâm Chí Khanh từng xem cô bé Phương Mỹ Chi hát rất nhiều lần trên màn hình và đã từng rơi nước mắt với cô bé Phương Mỹ Chi. Khanh mong rằng cô bé Phương Mỹ Chi sẽ được đoạt giải cao trong chương trình lần này. Cái người mà để lại ấn tượng cho Cường thì phải có thể nói là cô bé Phương Mỹ Chi. Cường rất thích nghe Phương Mỹ Chi hát. Phải nói là Phương Mỹ Chi là có một cái công rất là lớn khi mà để cho tất cả các anh chị mà tuổi trẻ như Cường đây nghe nhiều hơn những thể loại nhạc dân ca như thế. Và phải nói là Phương Mỹ Chi nhỏ thôi nhưng mà cái cách Phương Mỹ Chi hát cũng như là cách luyến lấy của Phương Mỹ Chi không khác gì một ca sĩ chuyên nghiệp lớn cả. Chính vì vậy Cường chúc cho Phương Mỹ Chi sẽ thành công hơn. Và hai bạn còn lại thì phải nói là hai bạn cũng có một cái sự nỗ lực cũng như là sự phát triển trong cuộc thi rất là mạnh mẽ. Và nếu mà để dự đoán thì tuy là thích Phương Mỹ Chi đó nhưng mà dự đoán thì là Cường lại thiên về bạn Quang Anh hơn. Bởi vì Cường cũng theo dõi Quang Anh từ cái những bước đầu tiên thì thấy đến bây giờ Quang Anh có một sự phát triển rất là mạnh mẽ. Trong thời gian vừa rồi thì Anh cũng đã theo dõi The Voice Kids rất là nhiều những cái đêm diễn khác nhau. Thì mỗi đêm diễn thì có một cái em mà Anh cảm thấy là Anh thích và ấn tượng nhất, mà luôn luôn mỗi lần mà tới cái em nó diễn thì Anh cảm thấy hồi hộp và chờ đợi nhất, đó là Phương Mỹ Chi. Bởi vì mỗi lần mà em diễn trên sân khấu thì những cái lời ca tiếng hát của em đã làm cho Anh cảm thấy rất là cảm động. Và cái lần Anh đã khóc mà không hiểu là vì sao mình lại khóc như vậy nữa. Cho nên là Anh hy vọng rằng là trong cuộc thi lần này thì Phương Mỹ Chi sẽ là người chiến thắng. Thì đối với cuộc thi The Voice Kids năm nay thì Việt My cảm thấy rất là thích, rất là phấn khởi khi mỗi lần mà có truyền hình trực tiếp để xem các em, bởi vì cái sự hồn nhiên và cái ngây thơ của các em đã tạo nên cái sức hút của chương trình. Mỗi lần mà nhìn Phương Mỹ Chi hát dân ca là Việt My cứ nổi hết da gà lên, bởi vì giọng hát của cô bé này quá ngọt ngào, đầy nội lực cũng như là đầy tình cảm. Và trong The Voice Kids năm nay thì Việt My dự đoán và bình chọn luôn cho cả Phương Mỹ Chi. Phương Mỹ Chi cố lên! Thực sự thì Trang nghĩ rằng là ba bé cả Ngọc Duy cũng như là Quang Anh và Mỹ Chi thì cả ba bé đều rất là xứng đáng. Ai đăng quang đến giờ phút này thì Trang nghĩ là Trang chỉ mong rằng cái đêm chung kết cả ba em đều làm tốt nhất có thể và làm cho người hâm mộ thực sự cảm nhận được rằng là giọng hát của các em thực sự là những tài năng thực sự mới, của những tài năng rất là lớn của đất nước chúng ta. Và Trang hy vọng rằng là các em sẽ có một phần trình diễn thật là thành công ở đêm chung kết. Dù là ai đăng quang hay là ai không thì điều đó không còn quan trọng nữa, vì đến giờ phút này thì mọi người cũng đã đều nhận thấy được rằng là cả ba bé đều đã rất là tài năng rồi. Thì bây giờ là tới cái đêm chung kết rồi. Chúng ta cũng đã biết được ba gương mặt vào top 3 rồi. Riêng bản thân Don thì Don rất là nể phục Quang Anh. Quang Anh có cách xử lý bài rất là chuyên nghiệp và cách trình diễn sân khấu rất là chuyên nghiệp. Làm chủ sân khấu là còn hơn cả những anh chị đã từng đi biểu diễn rồi. Còn nói về tình cảm thì Don thích bé Phương Mỹ Chi hơn. Bởi vì khi mà Don nghe bé Phương Mỹ Chi hát á, thì Don bị nổi da gà. Chứng tỏ là bé Chi hát chạm tới trái tim của mọi người. Thì cho dù sau đêm chung kết này cả ba bé ai cũng được, ai là quán quân ai là á quân gì cũng được, đồng tin chắc chắn một điều rằng các bé đã có một vị trí rất là ổn định, rất là vững chắc trong lòng tất cả các quý vị khán giả, kể cả Don. Hưng ước gì có một nhân vật nào đó, một em nào đó có đầy đủ hết ba màu sắc của ba em Duy, Quang Anh và Mỹ Chi để trở thành một cái người thực sự xứng đáng nhất. Phong độ thì nói về xét phong độ thì rõ ràng là Quang Anh đang chiếm một cái phong độ rất là an toàn. Mỹ Chi thì trung thành đến một màu sắc, nói chung là cũng hơi kiên cường với cái sự lựa chọn của mình. Còn bé Duy thì rất duyên dáng, phát âm tiếng Anh chuẩn. Hơn nghĩ là khán giả đã đưa vào trong một cuộc chung kết một màu sắc, một cái bảng màu rất tuyệt vời. Thật sự không dám công bố em nào sẽ là nhất được cả. Hưng chỉ mong là
Nếu cuộc chơi này được thì cả ba em nhất hết thì sẽ là hài lòng cả công chúng rất là nhiều và nhiều tầng lớp khán giả khác nhau.